những điều sai lầm bạn thường nghĩ về các vị tướng. Sai lầm thứ nhất, Batman là vị tướng tàn hình lâu nhất. Không phải Batman mà là chúa tể ống ngắm và cô nàng hay ngủ gục, hi hi. Sai lầm thứ hai, Hugh Grant là vị tướng kháng hiệu ứng lâu nhất. Còn lính cầm kiếm mới là trùm kháng hiệu ứng. Apollo Philo. Nhặt hoa càng nhiều thời gian kháng hiệu ứng càng lâu. Đủ 40% hồi chiêu nếu nhặt hoa nhanh có thể kháng hiệu ứng đến khi hồi ăn tiêu. Sai lầm thứ ba, Zoe là vị tướng sốc sát thương nhanh nhất. Không phải, đấng Van Hên 6 phút GG mới là chuột sốc sát thương.